Tôi tên Hoàng Tú Quỳnh, đến từ Hà Nội. Để tìm ra chủ nhân của giải thưởng Người đẹp truyền thông, quý khán giả có thể truy cập đường link gian.vn/hoa hậu Việt Nam 2020 và bình chọn ngay cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Ở cổng bình chọn Pops, quý khán giả hãy tải ứng dụng Pops và vào mục Hoa hậu Việt Nam. Thí sinh đạt giải Người đẹp truyền thông sẽ có cơ hội được đặt cách vào vòng bikini trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam vào ngày 20 tháng 11 năm 2020.